Theo thông tin từ một tờ báo ở Anh, thì Samsung Việt Nam hiện đang thực hiện điều tra quy trình sản xuất, một phần của quá trình điều tra nguyên nhân gây ra sự cố cháy nổ của điện thoại Galaxy Note 7 ở nhà máy Bắc Ninh. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng sẽ có đợt cắt giảm nhân sự tại đây. Tuy nhiên, đại diện của hãng này đã khẳng định là không có chuyện sẽ cắt giảm nhân sự tại Việt Nam. Đợt điều tra sự cố xảy ra đối với dòng Galaxy Note 7 được thực hiện ở nhà máy Bắc Ninh, vốn là trụ sở của công ty Samsung SDI, nơi sản xuất pin. Đây chính là nguyên nhân khiến cho điện thoại Galaxy Note 7 phát nổ trong vụ khủng hoảng của hãng. Theo như tờ Mail Online của nước Anh, nhà máy vẫn hoạt động trong tuần này, nhưng cửa sổ trên tầng 3 nơi được cho là xử lý đóng gói pin cho Note 7 đã không sáng đèn hoạt động vào buổi tối như các tầng khác. Thậm chí, nguồn tin còn cho biết một số công nhân bị nghỉ việc tạm thời và nhận 70% lương, họ sẽ được gọi đi làm trở lại khi có nhiều việc hơn. Nhưng đại diện của Samsung đã phủ nhận luận tin trên, và cho biết nhà máy Samsung SDI ở Bắc Ninh là một trong các nhà máy đóng gói pin không những cho Note 7 mà còn nhiều sản phẩm khác như Galaxy S7, dòng điện thoại A, J và tới nay hoạt động kinh doanh của SDI Bắc Ninh vẫn tốt. Đồng thời đại diện của hãng cũng khẳng định không cắt giảm nhân lực vì vụ việc liên quan đến sự cố Galaxy Note 7.